Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Phạm Huy Việt Cương. Mình học lớp 12A3 trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, khóa 2011-2014. Và sau đây mình xin chia sẻ một vài bí quyết về chọn trường. Đối với mỗi học sinh thì mục tiêu cuối cùng trước khi thi đại học đó là chọn được trường và ngành mình mong muốn. Chính vì vậy, các bạn nên cân nhắc kỹ trước khi chọn trường. Thường đến khoảng đầu năm lớp 12 các bạn sẽ bắt đầu tìm ngành, tìm trường mình thích. Thì về cá nhân mình thì mình thích ngành công nghệ sinh học, cho nên là mình đã tìm hiểu trước về ngành này, xem trường nào thì học tốt. Thì theo mình thấy có 3 lựa chọn, một là trường khoa học tự nhiên của Đại học Quốc gia, hai là trường Đại học Nông Lâm và ba là Đại học Bách Khoa. Thì theo các anh chị khóa trên mạng mà mình biết được thì Đại học Bách Khoa của khoa công nghệ sinh học thì không nên học. Vậy mình cũng nên khuyên các bạn cũng không nên thi. Đối với trường Nông Lâm và trường khoa học tự nhiên lại có 2 điểm khác nhau. Nếu các bạn xác định là học và sau này sẽ làm việc về giống, các loại giống cây trồng và động vật, hoặc là làm việc trong các viện nghiên cứu liên quan đến nhân giống cây trồng chẳng hạn, thì các bạn nên học ở Đại học Nông Lâm. Còn nếu các bạn lại thích thiên về nghiên cứu gen và di truyền cơ thể người thì các bạn nên chọn khoa học tự nhiên. Chính vậy mình đã chọn trường khoa học tự nhiên. Đó một vài bí quyết về chọn trường của mình thôi. Còn đối với các bạn thì cũng tùy. Có thể các bạn thi khối khác với mình. Thì mình nghĩ là nên chọn một là theo sở thích. Nếu các bạn thực sự đam mê trường đó thì các bạn nên chọn. Và cũng không nên phải dao động theo ý kiến của người khác. Bởi vì đó là ngành mà các bạn sẽ theo cả đời. Nhưng cũng còn tùy vào cơ hội nghề nghiệp nữa, cho nên là các bạn cũng nên cân nhắc vào cả những ngành mà đang thịnh hành, đang hot trên thị trường. Nhưng mà cũng không ai biết được là sau này thời thế sẽ thế nào. Chính vậy mà mình khuyên các bạn là vẫn nên theo đam mê của mình. Còn bố mẹ các bạn mà có ý kiến về trường nào đấy thì cũng nên cân nhắc. Sau đó thì các bạn ghi ra giấy và sẽ cộng trừ xem những ưu và nhược điểm của các trường bạn chuẩn bị thi. Sau đó sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Trong khoảng 3 tháng trước khi các bạn nộp hồ sơ vào trường nào đó thì các bạn sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Bởi vì là không nên để đến khi mà gần nộp hồ sơ rồi mới quyết định, thì đến khi các bạn có muốn đổi ý nữa thì cũng đã muộn rồi. Cho nên là nếu có quyết định gì thì hãy quyết định sớm. Đó là những bí quyết mà liên quan đến việc chọn trường của mình. Và hy vọng sẽ giúp ích các bạn. Trong phòng thi thì các bạn cũng không nên để tâm lý quá ảnh hưởng đến làm bài. Thì các bạn có khoảng 15 phút để soát đề thì đối với 15 phút đấy cũng không hẳn là quá nhiều. Nhưng các bạn có thể làm hết phần lý thuyết, nhất là môn sinh. Thì trong vòng 15 phút đó bạn có thể làm được hết đến khoảng 60% bài rồi. Thì cũng không cần phải cuống lên, không phải cuống làm gì. Cứ từ từ mà làm và kiểm tra lại bài sau khi làm xong. Đối với toán thì năm nay cấu trúc đề là sắp xếp từ dễ đến khó. Cho nên là các bạn cũng không cần phải mất thời gian để xem câu nào dễ, câu nào khó. Mà cứ làm tuần tự là cũng sẽ được nắm chắc 8 điểm trong tay. Đối với hóa thì nó có cháo đề lên. Thì các bạn cũng nên đọc lại từ đầu xem câu nào ngắn và là lý thuyết thì làm trước. Câu nào bài tập vô cơ thì sẽ ưu tiên trước những bài tập hữu cơ. Đó là những kinh nghiệm của mình trong kỳ thi vừa rồi. Cảm ơn các bạn.